Đầu tiên thì mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm một cái video kiểu như là Draw My Life này. Mà đây cũng không hẳn là Draw My Life, tại vì nó không có đầy đủ các chi tiết về cuộc đời mình. Mình sợ là nếu mà mình kể chi tiết ý, thì chắc các bạn sẽ chán mà unsubscribe mình mất. Đùa thôi, cấm ấn vậy. Thôi, để bắt đầu lại từ đầu nhá. Xin chào, mình là Thành. Mình rất là thích vẽ nên đây là lý do mình quyết định làm video kiểu như thế này. Thật ra là mình thích vẽ từ hồi bé cơ. Và mình có thể vẽ suốt ngày và ở khắp mọi nơi. Ngay cả trong giờ học mình cũng vẽ. Và mình còn vẽ cả vào vở của bạn mình nữa. Bọn nó thì không giận mình đâu, nhưng mà giáo viên thì không thích mình lắm. Nên là thôi, chuyện vẽ vời các thứ mình sẽ kể sau nhá. Ở thời điểm hiện tại thì mình là một chàng trai 20 tuổi, có nhiều sở thích, nhiều đam mê và nhiều mục tiêu. Và cũng như nhiều bạn khác ấy, mình đang đứng trước rất là nhiều ngã rẽ. Và đôi khi mình cũng băn khoăn khi nghĩ về tương lai, ví dụ như là công việc sau này, nghề nghiệp mình sẽ như nào. Nhưng quay trở lại hồi bé thì hồi bé mình có lúc đã từng mơ ước được trở thành một cầu thủ bóng đá khi mình lớn lên. Và hồi còn bé hơn nữa ấy, thì mình đã từng nghĩ là lớn lên mình sẽ làm siêu nhân, tại vì nó to ấy. Thế nhưng mà mình cũng nhận ra sớm là những giấc mơ không thành hiện thực được. Tại vì muốn thành cầu thủ bóng đá thì bạn phải có đầy đủ kỹ năng, khéo léo và sức khỏe. Muốn thành siêu nhân thì bạn phải biết bay, mà mình không bay được. Rõ ràng. Thế nhưng mà ấy, cái điều đấy nó cũng chẳng làm phiền mình lâu đâu, tại vì sau một thời gian thì mình đã tìm ra sở thích mới là game, và mình nghĩ là về sau mình có già thế nào làm nghề gì cũng được, miễn là có đủ tiền mua game về cày. Tại vì trong thời điểm đấy thì trong đầu mình cũng nào chỉ có game thôi. Thế nhưng mà chỉ vài năm sau khi mình chín chắn và trưởng thành hơn thì sở thích cũng thay đổi cho nó phù hợp. Trong vòng 3 năm kể từ năm 2009 đến 2011 là lúc mà mình chia tay Việt Nam để sang Mỹ đi du học. Và đây chính là cái quãng thời gian mà nó ảnh hưởng và nó thay đổi đến mình rất là nhiều. Cấp 3 mà. Và cũng chính trong cái thời gian này, lúc rảnh rỗi mình hay lên những cái website hay ho. Và một trong số đấy là YouTube. YouTube lúc này nó như là một cái công cụ giải trí rất là hữu ích của mình, đồng thời nó cũng đưa được những cái video mình làm đến tay bạn bè của mình ở Việt Nam. Thì chủ yếu là những cái video hát nhép linh tinh vớ vẩn mà mình làm khi rảnh rỗi, hoặc thỉnh thoảng là những cái project video mà mình làm ở trường. Nói chung là việc làm video trên YouTube đối với mình lúc này cũng là một sở thích rất là hay. Còn quay lại cái sở thích vẽ vời ấy thì nó vẫn còn, mình vẫn duy trì nó. Và đến năm lớp 12 thì mình quyết định là theo đuổi việc vẽ của mình một cách nghiêm túc hơn. Thế cho nên là khi mà mình nhận được cái giấy đồng ý từ trường Đại học Mỹ thuật Cleveland cùng với một cái học bổng nhỏ ấy, thì mình cảm thấy rất là sung sướng và đặc biệt về bản thân. Tại vì đến bây giờ thì khả năng vẽ bậy của mình đã được bọn Mỹ công nhận rồi. Và thế là cuối năm 2011, mình chia tay ngôi trường cấp 3 của mình để chuyển đến một vùng đất mới, một thành phố mới để bắt đầu việc học đại học của mình. Thành phố Cleveland tươi đẹp, gọi là thành phố của bướm. Cái này là mình tự nghĩ ra. Nói chung là mình rất thích môi trường học tập ở đây. Vì lần đầu tiên trong đời mình không phải học toán mà chỉ phải học những thứ mà mình cực kỳ thích. Hơn nữa là bên cạnh mình luôn luôn có những người bạn cùng chí hướng, cùng đam mê. Nên là mình rất tin là một ngày nào đấy mình sẽ trở thành họa sĩ và để râu ria. Nhưng mà trong cuộc sống thì luôn có những sự việc mà chúng ta không biết trước được. Nói một cách ngắn gọn thì năm 2012 là năm có nhiều thay đổi. Và một trong số những thay đổi đó là mình chưa thể tiếp tục việc học. Quay trở lại với gia đình và bạn bè thì mình rất là vui. Thật sự mình vui, tại vì đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn Tết. Nhưng mà một phần nào đó trong mình cũng buồn, vì mình cảm giác là thời gian thì không chờ đợi một ai cả. Và những dự định và kế hoạch mình định làm thì còn chưa thực hiện được. Mình cũng chưa kịp chia tay bạn bè ở Mỹ nữa. Tất nhiên là mình chỉ phải chờ một thời gian thôi, nhưng mà đối với mình thì nó cũng là một chút bỡ ngỡ. Nó như kiểu đang có rất là nhiều việc muốn cản trở mình đến với cái đích đến hay là mục tiêu của mình vậy. Trong cái khoảng thời gian mình đã cảm giác như thế. Nhưng mà cũng chính vì cái khoảng thời gian này mà mình có cơ hội thực hiện những sở thích khác của mình, đó là YouTube. Thật lạ là lần này những video của mình lại có người xem và ủng hộ.
và mình cảm thấy thực sự vui. Chưa bao giờ mình nghĩ là nó sẽ nhận được nhiều sự quan tâm như thế. Vậy là sau một thời gian thì YouTube đã giúp cho mình có thêm những người bạn mới. Mình đã có những chuyến đi và gặp được rất nhiều người mà mình có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ. Và đồng thời vào đó thì mình cũng kiếm được một tí gọi là và mình cũng tìm được những sở thích và đam mê mới mà mình muốn đầu tư thời gian để học hỏi. Và nhất là cũng có thêm những người ủng hộ mình nữa. Thêm một lần nữa, mình cảm thấy rất là sung sướng và đặc biệt về bản thân, tại vì con người bậy bạ của mình bây giờ đã được mọi người công nhận rồi. Yes! Thế cho nên khi chỉ còn vài ngày nữa là mình quay trở lại Mỹ để học tiếp ấy, mình phải thầm cảm ơn cái sự cố đã giúp cho mình có những cái trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam. Mình nhận ra là đôi khi có nhiều con đường khác nhau để đạt được mục đích. Và đấy cũng chính là lý do tại sao mình làm video Draw My Life khi mà chủ đề là chuyện giới trẻ. Vì ngoài mình ra thì mình biết là ở ngoài kia cũng có rất nhiều bạn trẻ đang cố gắng vượt qua những cái băn khoăn hay là những cái trở ngại để đến được với những mục tiêu và ước mơ của mình. Thế cho nên là để tổng kết video này thì xin chào, mình là một chàng trai 20 tuổi, có nhiều đam mê và sở thích. Mình chưa rõ tương lai mình sẽ ra sao hay là mình sẽ làm nghề gì, nhưng biết chắc là đằng sau lưng mình luôn có một gia đình và những người bạn luôn ủng hộ mình. Và mình cũng có những người ủng hộ mình kể cả khi mình làm một cái video dài ngoãng như này nữa. Thế cho nên là mình sẽ yên tâm mà bước tiếp để mà thực hiện các mục tiêu của mình. Và mình hy vọng là các bạn cũng thế. Cảm ơn mọi người.